Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo đó, ông Bùi Thế Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Tiên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng ông NDC, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến. Ông C trước đó bị phụ huynh tố cáo quan hệ với em Y dẫn đến em mang thai. Ông Dũng nói, ông C đã vi phạm đạo đức nhà giáo, làm mất uy tín cá nhân và tập thể trường trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến. Chúng tôi đã họp tri bộ, cho quyết định khai trừ khỏi đảng với ông C. Sắp tới, đơn vị sẽ xử lý về mặt chính quyền cho tương xứng với hình thức bên đảng. Ngoài ra, ông C đã thống nhất với gia đình em Y sẽ sinh con ra, sau đó sẽ đưa đi xét nghiệm ADN. Nếu là con của ông C thì ông này sẽ có trách nhiệm, còn ai nuôi thì do hai bên tự thỏa thuận. Từ đây đến khi xét nghiệm, các chi phí được ông C lo cho nữ sinh y đến khi sinh con. Theo ông Dũng, ông C hiện tại vẫn còn trong quá trình đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra của công an thành phố Hà Tiên. Ông Dũng nói thêm, trường có quy tắc ứng xử của giáo viên về đạo đức nhà giáo và đã được nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn có giáo viên vi phạm. Ông C có vợ con nhưng sau câu chuyện này thì tình nghĩa vợ chồng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Trước đó vào tháng 2, mạng xã hội lan truyền lá đơn của bà Trần Thị S, 51 tuổi, thành phố Hà Tiên, phụ huynh của em KI, tố con gái bà bị thầy giáo C rụ rỗ, rủ đi nhà nghỉ quan hệ nhiều lần dẫn đến mang thai. Trong đơn tố cáo, bà S nêu rõ ông C đã nhiều lần điện thoại rủ con gái bà đi uống cà phê trò chuyện. Ngày 20 tháng 7 năm 2023. Ông C gọi Y đến nhà nghỉ rồi nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ. Ngày 30 tháng 1, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường. Bà S được con đi xét nghiệm mới phát hiện con có thai hơn 26 tuần. Mới đây, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Căn Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc một học sinh tiểu học tỉnh Yên Bái nói bị cô giáo sử dụng vũ lực tạo thành nhiều vết bầm tím trên mặt, phòng đã có chỉ đạo đến nhà trường để làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với vụ việc. Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh vụ việc cô giáo có tác động với học sinh lớp 1 tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học và trung học cơ sở La Bán Tẩn, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, phòng giáo dục đào tạo huyện Mù Căng Chải yêu cầu trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học và trung học cơ sở La Bán Tẩn tiếp tục khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ sự việc đồng thời nhà trường cử đại diện thăm hỏi bố trí người trực thường xuyên tại bệnh viện để phối hợp với gia đình chăm sóc học sinh trong thời gian điều trị. Vì lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện mù căng trải nói tạm đình chỉ công việc đối với cá nhân giáo viên đánh học sinh phục vụ điều tra vụ việc và phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Phòng giáo dục đào tạo huyện mù căng trải cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý của nhà trường và trong thực hiện nhiệm vụ được giao của giáo viên đánh học sinh. Được biết, học sinh bị cô giáo đánh là em LTL, học lớp 1C, giáo viên được cho đã đánh em là cô GTS, cũng là giáo viên chủ nhiệm của em L. Hiện nay em L đang được điều trị tại Bệnh viện Trường Đức, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Về tình hình sức khỏe của em học sinh L, lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Mù Căng Chải cho biết, Bác sĩ kết luận em L chỉ bị ảnh hưởng phần mềm nhưng phòng giáo dục đào tạo huyện yêu cầu tiếp tục để cháu tại bệnh viện để theo dõi thêm. Trước đó ngày 18 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã La Bán Tẩn nhận được thông tin phản ánh từ một phụ huynh tại bản Hấu Đề, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải về việc con gái đi học về với nhiều vết thương trên mặt. Bố mẹ gàng hỏi em nói bị cô giáo đánh, lập tức gia đình đã ghi lại hình ảnh và phản ánh lên nhà trường cũng như các cấp chức năng địa phương. Đến ngày 20 tháng 4, chính quyền địa phương cùng gia đình đã đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa lộ. Qua thăm khám ban đầu tại bệnh viện, em L bị thương phần mềm, học sinh bị đánh đang học lớp 1C và người liên quan đến vụ việc là cô GTS, giáo viên tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học và trung học cơ sở La Bán Tẩn. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc. Mới đây, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ phụ huynh đến trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình đánh cô giáo. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Thạnh, lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, cô N, 35 tuổi, giáo viên lớp 1A, tại điểm cây sao thuộc trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình, dùng thước tác động 5 lần vào phía bên tay trái của một học sinh nam, Nguyên nhân là trong giờ toán, học sinh này không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng trừ theo hướng dẫn của cô N. Sau khi tác động vào tay học sinh bằng thước, cô N cảm thấy có lỗi nên liên lạc nhiều lần với mẹ em này để xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Ngay khi tan trường, cô N đứng ở cổng trường chờ chị gái của nam học sinh để xin lỗi và được người này đồng ý. Tuy nhiên, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của nam học sinh bị đánh là bà S cùng hai người khác một nam một nữ đến trụ sở chính của trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình tấn công cô N. Trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường, cụ thể bà S la lớn, tại sao cô đánh con tôi, rồi bạt tay cô N, cô N không phản kháng. Trong lúc đó, hai người đi theo bà S cũng định vừa quay clip vừa xông vào tấn công cô N, nhưng được hiệu trưởng nhà trường và các đồng nghiệp cô N gắt ngăn. Ngày 6 tháng 4, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình ra quyết định kỷ luật cô N với hình thức khiển trách và luân chuyển đến trường khác để giảng dạy. Phía phụ huynh của nam học sinh bị đánh yêu cầu cô N phải đến gia đình họ để nói chuyện thì sẽ không truy cứu nữa. Ngày 3 tháng 4, gia đình bà S đã đưa nam sinh H đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán cháu H bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, gia đình phát hiện cháu hát bị xây sát vùng da vai trái, bàn tay trái, cẳng tay có nhiều vết bầm, hàm trái của cháu sưng đỏ. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho cháu hát điều trị ngoại trú. Về phía cô N, ngày 8 tháng 4 phải nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và nằm viện. Đến nay, sức khỏe đã tạm ổn. Nam học sinh bị cô N đánh cũng đã đi học lại bình thường. Ông Lê Thanh Đông cho biết thêm, cô N đã cùng đoàn công tác của huyện đến nhà phụ huynh nói trên để làm việc. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh cũng đã có báo cáo toàn bộ vụ việc về Sở Giáo dục Đào tạo Long An. Riêng công an huyện này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phụ huynh đánh cô giáo N. Sau khi thông tin vụ việc trên được loan truyền, nhiều người cho rằng phụ huynh đánh giáo viên ngay tại trường, dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng về phía nhà trường cũng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô giáo N. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hai đoạn video, một video dài 8 giây và một video dài 18 giây. Trong đó, video 8 giây ghi lại cảnh cháu mẫu giáo bị cô giáo mặc áo đen ép vào góc tường, dùng vật gì đó tác động vào đầu rồi dùng tay có thêm tác động vào mặt cháu. Cháu trai trong clip sợ hãi khóc lớn dùng tay che mặt. Trong video 18 giây, ghi lại cô giáo này có động thái đè cháu xuống sàn, sau đó ngồi lên người cháu và liên tục nhét thức ăn vào miệng khiến cháu này khóc lớn. trong clip nữ giáo viên nói với cháu há miệng ra và nhắc có ăn đàng hoàng không. sự việc diễn ra trong bối cảnh có nhiều cháu mầm non khác có mặt trong lớp và được một người dùng điện thoại ghi lại. qua xác minh, vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Tý Bò nằm trên đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức trong sáng ngày 24 tháng 4, Công an Phường Linh Đông và các đơn vị đã đến lớp mẫu giáo này để lấy lời khai của những người có liên quan và trích xuất dữ liệu camera. Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Linh Đông cho biết, sáng nay Phường đã mời chủ cơ sở này lên làm việc. Hiện Phường đang làm báo cáo gửi về thành phố để đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Phía công an cũng đã vào cuộc điều tra. Bà Loan cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 4, cháu trai trong vụ việc cũng đang được đưa đi giám định thương tích. Phía Ủy ban nhân dân phường sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Phía phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết cũng đã nắm được thông tin vụ việc, đã đề nghị công an thành phố Thủ Đức vào cuộc xác minh xử lý